Hôm nay thì nằm trong chương trình ưu đãi đặc biệt đến 46% sẽ gửi đến quý vị anh chị nồi chiên không dầu đang hot nhất trên thị trường, làm mưa làm gió với mức giá ưu đãi lên đến 46%. Đó là dòng Naisil nội địa Nhật Bản. Dòng Naisil này thì đang có điện công suất là 1.600W với dung tích là 10,5 lít mọi người có thể nhìn thấy đây. Hiện tại đang có mức giá bán là 2.900.000 đồng và sẽ còn một mức giá ưu đãi lên đến 46%, đó là 1.550.000 đồng miễn phí ship giao hàng tận nhà luôn cho quý vị anh chị. Chiên giòn quá đã với nồi chiên không dầu Naisil, giảm đến 95% lượng mỡ dư thừa có trong thức ăn. Tha hồ ăn uống mà không lo vấn đề về sức khỏe. Với dung tích khủng lên đến 10,5 lít, bạn thoải mái nướng 2 con gà 3 cân cùng một lúc, tiết kiệm thời gian và công sức. Lòng nồi rộng, chứa được nhiều thực phẩm, chị em có thể thỏa sức nấu nhiều món ngon chiêu đãi người thân chỉ với một chiếc nồi như sườn nướng tảng, tôm nướng, rán cá, khoai tây chiên. Với thiết kế hiện đại, chất liệu bền đẹp, chịu nhiệt tốt, lớp chống dính có thể tháo rời để vệ sinh đơn giản. Nồi